Tin giáo xứ lấy thiêu Thiếu nhi thánh thể giáo xứ lấy thiêu khai giảng năm học 2018-2019 Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018, Sứ đoàn Doan Paulo đệ nhị giáo xứ lấy Thiêu chính thức khai giảng năm học giáo lý 2018-2019. Hiện diện trong lễ khai giảng có cha sở Đa Minh, quý sơ, quý thầy, quý anh chị giáo lý viên và các huynh trưởng nghi thức khai mạc chào cờ đầu giờ và bài hát thiếu nhi tân hành ca vang lên tạo nên không khí hân hoan phấn khởi và không kém phần trang trọng cho toàn thể sứ đoàn. Sau nghi thức chào cờ, cha sở gửi đến đoàn thiếu nhi những tâm tình đầy yêu thương, những lời dặn dò bổ ích và những lời chúc cho năm học mới đạt được nhiều thăng tiến. Mái trường Giêsu là bài múa được các em thiếu nhi chuẩn bị cho lễ khai giảng năm nay sự vui tươi hào hứng của bài múa cũng chính là tinh thần của các bạn thiếu nhi hăng say nhiệt thành để tỏ lòng biết ơn của mình trước những hy sinh cao quý mà quý cha quý sơ quý thầy và quý anh chị đã dành cho các em một bạn đại diện thiếu nhi nói lên những quyết tâm tích cực của các em trong năm học mới cha Đà mình tuyên bố khai giảng năm học mới và hồi trống dồn dã được cha đánh liên hồi vang lên trong tiếng vỗ tay của cả cộng đoàn, như lời kêu gọi các em cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt, xứng đáng là người con ngoan của gia đình và giáo hội. Tuy lễ khai giảng đã kết thúc, nhưng một năm học mới được mở ra với bao niềm hy vọng. Từ giây phút này, toàn thể anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi hân hoan bước vào mái trường của Thầy giê -xu để nghe những câu chuyện về chính Thầy giê -xu, nhờ đó mà có thể gắn bó và yêu mến Thầy nhiều hơn.